Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài toán mới, đó là bài phép cộng phân số. Cô mời các con dở sách giáo khoa trang 126 để cùng nhau học bài. Cô có ví dụ như sau. Có một băng giấy, bạn Nam tô màu 3 phần 8 băng giấy. Sau đó Nam tô màu tiếp 2 phần 8 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy? Một băng giấy Nam đã chia làm 8 phần bằng nhau. Lần thứ nhất, Nam tô màu 3 phần 8 của băng giấy. Và lần thứ hai, Nam tô màu tiếp 2 phần 8 của băng giấy. Hỏi cả hai lần, Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy? Muốn biết Nam tô màu bao nhiêu phần của băng giấy thì chúng ta phải thực hiện phép tính gì? Ta phải thực hiện phép tính cộng. Cô lấy 3 phần 8 cộng 2 phần 8. Các con lưu ý nhé. Đây là hai phân số có cùng mẫu số. 3 phần 8 và 2 phần 8 là hai phân số có cùng chung mẫu số. Vậy để thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu số, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Các con cùng theo dõi theo cô nhé. 3 phần 8 cộng 2 phần 8 bằng. Cô lấy tử cộng với tử và giữ nguyên mẫu số. Tử số của phân số thứ nhất là 3, tử số của phân số thứ hai là 2. Vậy cô lấy 3 cộng 2 và giữ nguyên mẫu số là 8. Và cô có kết quả là bằng 5 phần 8. Từ đó ta có phép cộng các phân số như sau. 3 phần 8 cộng 2 phần 8 bằng 3 cộng 2 phần 8 bằng 5 phần 8. Vậy muốn cộng hai phân số cùng mẫu số thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số thì chúng ta sẽ cộng tử số lại với nhau và giữ nguyên mẫu số. Cô nhắc lại. Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Và đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Trước khi chuyển sang phần bài tập, các con hãy trả lời thật tốt bộ câu hỏi cho cô nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con.